Sáng ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích đối với đối tượng côn đồ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào ngày 22 tháng 10, 2013, trong lúc uống rượu tại một quán nhậu ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, đối tượng Nguyễn Hữu Đồng, 24 tuổi, ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, đã dùng hung khí đánh vào đầu anh Quỳnh Văn Lân ở thị trấn Mộ Đức, làm nạn nhân bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 40%. Được biết, bị cáo Nguyễn Hữu Đồng vừa ra tù thì tiếp tục gây án đánh người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đồng với mức án 7 năm tù giam.